dài quá kết thúc. Để nè, gấp đây nè, từ đầu tiên nè. Rồi chào bà con nha, hôm nay mình gấp ống nè anh em, coi cái ống đồ vô nó có miếng con cao su rồi nè. Mắt hơi bị rớt mắt nữa nè. Và lắp miếng con cao su này thì mới mặc chế độ tự hút được nha. Không có là nó bị nhém, không hút hơi là không thể nào tự hút được nha. Vậy là ok. Xong để cho cái đầu này xuống nước, chìm nước cho nha. Rồi. Rồi đó. Vậy là nó chìm nước nha. Còn đây gọi người ta gọi là lăng nha. Đây là lăng bỏ túi. Chút mẹ túi nhỏ anh nhét vô quần đi. Coi thằng nào bự hơn. Còn đây ống này. Lấy một cuộn xuống đó. Rồi cho nó mình chảy ống mà mình chảy cái này nè. Nè. Chảy ống. Rồi, chảy đi. Cầu này mình 21 cuộn là 20 mét nha. Cầu này là mình kết nối vô đây nè. Rồi, để từ cạnh bên đây nè. Mình xoay. Mình xoay chừng nào mà nó đụng cạnh bên kia rồi ok. Này còn mới hơi gít cỏ nó. Rồi ok, cái này là mở qua anh nè. Mở ngay theo cái hướng này là qua cỏ này. Rồi dặn hành máy là phải 2 đến 3 người nha. Ga nhỏ lên tới tượng anh. Rồi ok. Rồi.
Lại đi, chỉnh lại. Phải. Nhớt mà cho ăn nhiều quá, nhớt nãy đổ vô nhiều quá giờ thêm xăng mới được. Nặng. Lấy xăng hay gì? Xăng mình còn không? Thôi đủ nó mệt quá. 3 đến 4 người mới kìm nổi đầu, 2 người mới kìm nổi đầu ống nha. Cỡ là 4 rồi. Cả bên cạnh nhà đó cũng khoảng 20 mấy mét thì xa rồi đó. Áp lực nãy có quay áp lực lên nhiêu không? Quên rồi. Con này do lên được mình pha nhớt hơi nhiều rồi nè. 0.5, 0.7 là nó xuống lại rồi. Lên tới mức vàng chưa? Lên nửa mức vàng à. Đây xăng còn nhiều quá mà. Hả? Lên tới đây à. Hết công suất nó là 1.5 mà. Ô, chưa mở qua anh này nè. Rồi quay lại thử áp lực nó đi. Cái này vô pha nhớt hơi nhiều rồi. Được chưa? Rồi, từ từ nha, lên nha, từ từ luôn nha. Quay lại từ đầu.